như là vợ cũng má con Ngọc là đúng rồi. Vợ hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2024, hiện bây giờ là giờ của thành phố Fort Worth, Dallas, 3:30. Mấy thầy trò đi từ Houston, Thiên Long Giang về Dallas. 22 năm rồi chị không có về thành phố Dallas. Thì hôm nay chắc 9 năm này cũng có một số là gì. Mẹ hôm có kêu là ở đây nhiều người không có nắm vững cái đường đi đó là đường đạo, và cũng không có nắm vững chánh và tà. Và trong số này đa số là bị những cái đồ của những cái thầy bị trượt, cho nên chủ yếu về đây hôm nay nói vài lời để đi đúng đường, đó là yên tâm cha mẹ và tận thế và theo Đức Thầy, theo Phật Di Lặc, chứ không có chạy theo những cái thầy này pháp nọ hay là ông kia nữa. Và đồng thời một số người ở đây có bị trượt thì hôm nay chị sẽ trị bệnh cho hết. Và đồng thời thỉnh mấy chư thiên để mà trị bệnh một lượt ở đây, để mà nhà ở đây bắt đầu có một chút xíu chánh kiến. Cũng là con của Thượng Đế, con của Phật Mẫu. Ở đây nhiều chùa, nhiều thầy. Rồi mỗi khi chúng ta có tâm tư u buồn thì không có ai để mà nương tựa, thì mình cứ nghĩ đến chùa, đến thầy, đến kiếm ông này bà nọ để mà một chút cố vấn. Nhưng mà cái đó không ngờ nó sẽ làm cho mình vấn vương với người đó. Vì khi mình là một cái mối thu lợi của họ thì họ chỉ cho một, họ lấy ra nhiều. Cho nên tất cả mọi người hôm nay là giờ chót sàng lọc. Đức Thầy sắp xuất hiện không phải là những cái năm về trước mà mình có thời giờ để mà mình chọn, mình lựa ông này bà kia hay là thầy này thầy nọ để mình chạy theo. Pháp môn duy nhất vẫn là Đại Thừa, Lăng Nghiêm Thập Chú, đó là chính. Nhưng mà ở chùa thì những cái thầy không có kinh nghiệm, và họ cũng chẳng bao giờ tin có Phật Di Lặc xuất hiện, họ cũng chẳng bao giờ tin có tận thế, đó là một điều rất là lớn. Và bên Đại Thừa họ cũng chẳng bao giờ tin có Thượng Đế. Cho nên cha mới sai sư phụ xuống trần để mà kết nối tất cả các mối đạo lại thành một, vừa Công giáo vừa Phật giáo. Phật giáo đã đến thời mạt pháp, không còn để mà dìu dắt nhân loại về trời được nữa. Thì vì họ chỉ biết có Phật, nhưng mà cuối cùng người ta lợi dụng cái Phật để mà người ta đi dẫn dắt đi sai đường, và người ta quên đi cái cốt lõi là cái linh hồn chúng ta là do Thượng Đế tạo ra. Thì từ đó đạo Thiên Tâm nó ra đời là có cha là Thượng Đế, nhưng mà học thì phải học Phật. Đạo Phật không có suy tàn, đạo Phật vẫn trường kỳ muôn nghìn năm về sau. Cho nên hôm nay đạo Phật đi xuống tới vực thẳm, đạo Thiên Tâm sẽ đưa đạo Phật trở lên đỉnh cao trở lại, và đồng thời song song bước biết được cha là Thượng Đế. Còn bên Công giáo cũng đang đi xuống vực thẳm. Trong tương lai khi người, khi sư phụ có chức quyền và nói lên tiếng nói với thế giới, thì lúc đó đạo Thiên Tâm sẽ ảnh hưởng trên chính trường của nước Mỹ, trên thế giới. Thì lúc đó người ngoại quốc họ mới biết có nghiệp có quả, và đồng thời họ mới hiểu được là một con đường mới mở ra cho đạo Công giáo và Hồi giáo. Vì bên Công giáo bây giờ họ đã lạc là đạo nhiều rồi, rất là nhiều nhà thờ Công giáo bị đóng cửa và họ không có lòng tin nữa, họ không có lối thoát. Thì đạo Thiên Tâm khi ra đời nó sẽ một cái phu sồ mà nó làm cho tất cả mọi nơi đều sáng rực lên hết. Công giáo cũng sáng lên, Phật giáo cũng trở lại thịnh pháp, rồi Hồi giáo cũng vậy. Đạo Thiên Tâm sẽ là đạo lớn, chánh thống. Tất cả các đạo khác cũng vẫn còn, nhưng mà đã phụ thuộc. Cho đến khi một thời gian dài trăm năm sau, khoảng 300 năm sau, thì khi cái câu chuyện truyền kỳ của Thái tử Thiên Hoàng xuống trần lập đạo, thì lúc đó mới trở thành một mối đạo, ít nhất 100 năm sau khi sư phụ về trời. Nhưng mà trong thời gian đầu thì những gì làm lợi
hôm nay có duyên ghé thành phố Dallas thì nó cũng là một cái lịch sử của nhân loại khi một thiên tử xuống trần có ngự ở nơi này, và đồng thời có nói lên những lời này có máy video làm chứng để mà dẫn dắt những con dân ở đây. Khi sư phụ bước tới đây thì thiên thần cha, hôm qua sư phụ có xin phép mẹ, mẹ cho phép tới đây, và các vị thiên tướng đều có ở đây hết á. Mỗi một lần bước chân của sư phụ đi đâu là long thần hộ pháp đều đi theo hết. Thì hôm nay sư phụ đến mảnh đất này thì mảnh đất này sau này cũng đi vào lịch sử, cũng là một mảnh đất lành để cho những cư dân ở vùng này sẽ hiểu được đây là cái mối đạo chánh thống của cái thời mạt pháp, của cái thời thượng quân thánh đức. Thành phố Dallas, Fort Worth của tiểu bang Texas, ngoài cái Thiên Long Giang ở Houston. Từ về nhà người Việt Nam cứ chạy theo lối cũ, hỡi mình có chuyện u sầu tâm tư phiền não thì cứ chạy theo thầy này chùa nọ, hay là những cái nhóm họp hội này hội kia, ca nhạc này ca nhạc đại nhạc hội này nọ kia, họ không biết được thiên tâm. Hôm nay lần đầu tiên đến cái ngôi quán này, sư phụ sẽ blessing ngôi quán này để nơi này là một cái nơi kỷ niệm của ngày hôm nay có duyên bước đến đây. Đâu phải ở Mỹ muốn đi đâu đi rất là khó, huống chi đi một lần mấy chục thầy, mười mấy thầy trò đi mấy xe kiểu này, thì đó là cũng một cái duyên lớn. Về đây ngày hôm qua nói 4-5 tiếng cũng mệt, rồi đi đường cũng mệt. Thôi chỉ mở đời vậy. Tất cả đệ tử ở đây có câu hỏi gì mặt gặp mặt nói chuyện rồi con cứ hỏi. Nghe đứng lên đi Cali lắm mà, nhưng mà chưa có dịp đi. Tự nhiên có tình cờ gặp cả đoàn là em cousin á, mà con nói là mới đầu mình mừng quá, mình mới tới đây thì là muốn làm đệ tử của sư phụ, thì là sư phụ mới nhận thêm thông hay á, nhận bây giờ mới làm. Cứ ngồi đó anh chút nhận rồi còn bây giờ cứ ngồi nói chuyện đi rồi chút mình làm ấy. Con này cũng giỏi lắm, có mà Long Hoa này nè, thầy lập hội Long Hoa không biết, có trí tuệ á. Cho nên khi mình nhìn người á, mình không có thể nhìn bề ngoài. Cũng giống như thụ ra đường đâu có ai biết sư phụ là thiên tử, cũng đâu có biết sư phụ là nửa người không phải là người đâu. Thụ có 7 dòng hào quang cũng đâu có ai thấy được. Và sư phụ có thể trị bệnh, và sư phụ có thể làm rất là nhiều thứ mà người thường không có thể làm được, mà đâu có ai hiểu đâu. Phụ ngồi đây thì phụ có thể ngồi nói chuyện được tất cả các vị ở đây mà. Trước khi tới đây thì phụ biết phụ gặp ai làm gì mà. Và đồng thời ai muốn biết phụ là ai thì phải coi 300+ cái video. Nó có ngày có giờ trên đó. Trên thế gian này người thường không có thể nào nói được như vậy, không có thể nào nói trúng như vậy nữa, hiểu chưa? Và chỉ là để mà đem mọi người có cái tâm thiện lành thôi,
để mà qua cái sự kinh tế nè, rồi khí hậu nè, rồi thiên tai, bệnh tật, gia đình xáo trộn, con cái hung dữ, cả Mỹ và lẫn Việt Nam hiền lành thôi. Chưa bao giờ sư phụ nói cái gì mà để cho người khác mê muội, hay là để dụ dỗ ai hết, hay làm cho những ai phiền lòng hay bất mãn. Chỉ nói những lời thật, lời tốt. Còn những cái người xấu hay là những cái tập, những cái đảng lớn xấu, họ không muốn mất cái đó. Họ ảo, đảng cộng sản là ảo, những cái người mà theo chủ nghĩa ta là ảo. Thụ là con của Thượng Đế, thụ không có ảo, thụ là thật. Nhưng mà chỉ có một người khác 8 tỷ người thì dĩ nhiên phải nói chuyện lạ, trình độ họ không tới thì họ cứ nghĩ thụ là ảo. Chứ còn ngược lại, những người nào không tin Thiên Tướng Kiệt tức là ảo, còn tin sư phụ là không có ảo. Vì hiện bây giờ tất cả mọi thứ đều đã xảy ra giống y như 5 năm về trước đã từng nói. Thì chuyện này không có ảo, thật sự không có ảo. Lời nào cũng là lời thật không, nhưng mà nó rất là cao siêu. Cho nên người ta không có hiểu tới thì người ta cứ cho là như vậy. Chịu khó mà nghe những cái video, tuy là nó hơi lâu hay dài, nhưng mà cái âm thanh á, âm thanh này nó có thần thông. Khó ngủ, bị thư ém, bị buồn ngãi, nghe cái âm thanh của Kiệt trên video nó cũng chữa được cái bệnh đó. Rồi tâm trí bấn loạn hay là bực bội, nghe nó cũng hết bực bội. Tất cả những thứ gì mang trên người hành trang xuống thế gian này, cha mẹ cho mang theo cái thân thể này, từ thiên nhãn thông, nhĩ thông và khẩu thông đều là có lợi cho chúng sanh hết. Và việc này về mặt đời vật chất cũng đã hy sinh cũng rất là nhiều, cho nên mọi thứ đều có lợi hết. Người nào không hiểu thì đừng có xuyên tạc hay là những lời phạm thượng rồi mất cái duyên đời này, chỉ khuyên vậy thôi. Cho nên ở hải ngoại thì có rất là nhiều nghìn đệ tử, còn ở quốc nội thì thôi từ bắc tới nam rất là đông. Và những cái người lì lợm cứng đầu giống như công an hay quân đội, họ cũng vẫn đeo dấu thiên tâm. Thời nay là thời cuối cùng sàng lọc, mà lại cạnh cời để mà đóng sổ trước khi Đức Quỳnh Phú Sổ tái sức lâm. Ngài không bao giờ chết, sư phụ của Kiệt không bao giờ chết, thật làm gì chết. Ngài sẽ ra để mà dìu dắt nhân loại đi vào một cái con đường, một những cái thập niên, những cái thế kỷ mới sáng lạng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn, mạnh khỏe hơn, và không còn ham sân si, không còn những cái sự bất công nữa. Đó là Đức Thầy. Còn việc này có nhiệm vụ riêng, hai thầy trò Phật Dương và Thánh Dương. Cứ mỗi 2-3 ngày sư phụ với Kiệt ngồi bàn luận với nhau 1 tiếng, 2 tiếng. Những cơ mặt cũng giống như những chuyện tương lai. Cho nên ở thời này á, mà những người Phật tử, đầu tiên quý vị cũng đều là Phật tử, nhưng mà khi chạy theo thầy rồi nó cũng tết luôn, thầy chỉ đọc kinh rồi nói lại. Còn Kiệt này là không có cuốn kinh, nó có nguyên cuốn kinh ở trên trời rồi. Trên trời là Kiệt cầm cuốn kinh học tất cả các Phật ở trên trời, xuống đây chỉ mang cái lại giải thức và những cái trí nhớ của tiềm thức và cái tâm từ bi để mà nói ra lời thật việc thật, chứ không có nói theo cuốn sách rồi lập tới lập lui, và cũng nói không bao giờ có tờ giấy. Đó là những lời thật mà trong kinh điển không có. Những gì thầy giàu cho có tu cả đời cũng không có hiểu, không có biết tới. Khi họ đã học những cái đó rồi thì họ chắc cái đó, họ không bao giờ họ hiểu thêm. Vì trong những cái mà Kiệt biết họ không biết thì nó không có nằm trong sách. Giống như làm gì trên thế gian này biết có 36 ông trời và 36 tầng trời. Họ chỉ biết là có một ông trời, nhưng mà trời là
cái tên, một cái danh gọi thôi. Mỗi tầng trời có một ông trời. Ông trời mà lập ra cái đạo Thiên Tâm này là độc nhất Phật, là nhất nhất Hoàng Thiên, nhất nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó là cha của sư phụ. Ngọc Hoàng Thượng Đế có 24, tổng cộng 24 người con, 12 người con trai, 12 người con gái. Sư phụ là người con trai út, gọi là thập nhị thái tử Thiên Hoàng. Ở trên trời sư phụ rất là mạnh, dũng mạnh. Khi mang xác phàm nó cũng vậy thôi, chỉ có 3% cái nguyên thần là đã lên về rồi. Nhưng mà mỗi một lần cần thêm thì thiên nhãn, tức là 2 là 1, 1 là 2, sẽ tiếp thêm để mà làm những chuyện cao hơn, thông minh hơn, hay là mạnh khỏe hơn. Trong kinh Đại Thừa hay là tất cả những người mà tu Phật giáo, họ không có hiểu về cái này. Khi không hiểu có nghĩa, không có nghĩa là không có. Vì chúng ta ở dưới quả địa cầu này cũng giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Tất cả lịch sử của nhân loại, của nước này nước kia đều chỉ trúng phân nữa, không bao giờ trúng hết. Cho đến khi mà thiên ma đó, thiên ma nó sẽ lập ra những cái giống như những cái mà những cái mình gọi là năm cái ác. Nó là cái đám mà giàu có, thả ra Covid, rồi đủ màu, đủ đủ sắc. Rồi nó thả ra các Mác Lênin, nó thả ra những cái quyền thoại hư ảo, để mà nó, mục đích của nó cuối cùng á, muốn nhuộm cái quả địa cầu của chúng ta và đem hết tất cả mọi người á, đừng có về trời, ở dưới địa ngục và sống một cái cảnh khổ sở. Thân tứ đại, đất nước gió lửa, chúng ta rất là dễ vỡ, một con kiến cắn chúng ta cũng đau, trên trời chúng ta không có vụ đó. Rồi chúng ta cứ 2-3 tiếng là phải ăn, trên trời không có chuyện đó, mà đồ ăn trên kia rất là ngon, không phải ăn mà phải đi nấu. Cho nên cái thế gian này là một cái ta bà này, là một cái bể khổ. Thiên ma nó muốn chiếm quả địa cầu này, và đồng thời nó làm cho người ta ham mê theo cái vật chất trước mắt hàng ngày, công việc hàng ngày, chạy theo tiền tài danh vọng vật chất. Rồi chúng ta quên đi cái cốt lõi là chúng ta phải học khôn, và cái thần hồn chúng ta phải đi về trời mà sống. Ở trên trời không có khổ như vậy. Ở trên trời á, là hoàn toàn không cần tiền, nghĩ gì thì hiện trước mặt có, muốn quần áo gì, muốn đồ ăn gì, muốn đi đâu hiện trước mặt có. Chúng ta không có biết khổ vì chúng ta không có trân trọng cái đời sống trong đó. Chúng ta hư đốn rồi chúng ta cứ đi chơi, rồi đến hết phước thì bông hoa hai bên lỗ tai ấu rượu giúp những chư thiên á, thì mới đầu thai xuống thành ngồi ở đây. Khi xuống đây ngồi rồi đó, rồi bắt đầu mới bứt đầu gãi chán, rồi bắt đầu mới sáng 5 giờ sáng đi làm, rồi đưa con đi học, rồi mở tiệm, rồi đủ thứ khổ. Rồi từ cái khổ đó chúng ta mới từ từ mới nhớ lại tâm linh. Khi nhớ lại tâm linh thì phải nhớ cho đúng nơi để mình đi, mình níu cái phao để mình về, không chạy theo cậu chính, chạy theo chùa kia quốc danh, chạy theo thầy nọ, rồi cuối cùng vừa tiền mất tật mang. Đến lúc mình biết được là mình đã theo lộn thầy mười mấy năm, chạy theo Roma, chạy theo thầy Phúc, chạy theo tàu lao không à, toàn là tà để nó dùng mình lấy tiền. Chúng ta xuống đây mà còn những gì thầy mà còn dính cái tiền bạc, đó là không đúng. Thiên tâm là chỉ là thật tình, chân tình và tự nguyện và tự tâm, và phải thành tâm với Thượng Đế, và phải đọc Lăng Nghiêm thập chú, và phải thuộc. Tất cả những đứa theo sư phụ đều là biết đọc kinh hết, không ngày nào mà không được bỏ cuốn kinh, không ngày nào mà trước khi mặc đồ đi làm hay ra khỏi nhà phải vô lại cha mẹ, giống như mình lại cha mẹ mình. Dạ thưa cha con đi làm, dạ thưa mẹ con đi làm. Trên bàn thờ lúc nào cũng có một đống chai nước nhỏ nhỏ, rồi lấy chai nước bỏ túi lên xe uống, tại vì mỗi ngày mẹ đã quá khát trong cái chai nước đó cho mình. Chúng ta sẽ sống một cái đời sống an bình hạnh phúc, chúng ta không có thể bị stress hay bị bực bội. Mình cứ làm như vậy thì mình cảm thấy ấm cúng, là có cha trời mẹ đất sống chung với chúng ta là thiệt. Mình chỉ khởi tâm là mẹ có,
cái hồ khởi tâm là có. Hồi sáng mẹ cũng lúc nào mẹ cũng bên cạnh, hiện giờ mẹ cũng đang ở đây. Chứ không, còn khi mà mình theo một cái quyền ảo giảng sanh là cái gì? Ở trên cõi trời chỉ có một thôi. Dầu cho Phật Thích Ca lỗi lạc đi về trời rồi, Ngài cũng là một cái nhiệm vụ, đúng một cái thơm giống như 4 năm của ông Biden hay 4 năm của ông Trump, là cũng phải một vị Phật khác để xuống giảng dạy chúng sanh. Rồi Ngài cũng lãnh một cái chức vụ khác, đi một cái thành tinh khác, Ngài làm việc cũng dưới quyền của cha. Phật Thích Ca cũng vẫn là con của Thượng Đế. Phật Dược Sư, Phật Địa Tạng, Phật A Di Đà, tất cả các Phật đều là con của Thượng Đế. Tại sao chúng ta không về với cha chúng ta? Chúng ta phải đi cái nhánh cây, chúng ta phải đứng ngay cái gốc cây và ôm cái gốc cây. Cái gốc cây mỗi một thời kỳ nó lên thì bao nhiêu cái nhánh, nhánh Hồi giáo, nhánh Công giáo, nhánh Phật giáo bị tẻ xuống. Cứ chu kỳ mấy nghìn năm có một giáo chủ xuống lập đạo, nhưng mà cuối cùng vẫn tiên dương là Thượng Đế. Thì bây giờ trên thế giới Hồi giáo đã chiếm 3/4, Công giáo cũng là Thượng Đế, cũng là cha mình. Nhưng mà họ không có biết luân hồi sanh tử, họ không có biết nghiệp là cái gì. Họ chỉ nghĩ là có tội thì vô sinh tội cái là hết. Không có chuyện đó, họ chỉ là trung học thôi, chứ không phải là đại học. Hôm nay Thiên Tâm cũng là Xiển Dương, cha Thượng Đế, nhưng mà bắt họ phải đọc Tam Đại Tạng Kinh và phải giữ ngũ giới và phải biết có tái sanh, reborn. Họ rất là mâu thuẫn, tại vì Chúa Xuân ngày xưa hứa với họ, sau này ta sẽ trở lại, các ngươi không có nhận ra ta thì đây, ngồi đây. Nhưng mà tức là họ tin là có reborn, tức là reincarnation, nhưng mà trong kinh của họ không có nói rõ cái đó. Và tất cả họ đều biết là có vong hồn, có ma quỷ, có một thế lực vô hình. Họ biết nhưng mà là mà ra đường mà gặp người ông giám thì họ lại không tin, rất là mâu thuẫn. Họ còn tin mê tín gì đó còn hơn chúng ta. Hồi xưa cho bộ học trong nhà thờ ra mà. Đạo Phật không có mê tín. Các con giỏi ngồi thiền, mà cứ ngồi thiền đúng như thụ chỉ, thì sẽ mở thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Nó là trong cơ thể chúng ta. Tại vì ma quỷ nó bịt tai bịt mắt mình, mình không có lấy được. Còn sư phụ không có ma quỷ nào bịt nổi, cho nên sư phụ thấy được, nhìn được, nghe được và nói được, và nói những cái sự thật. Mà cái sự thật này á, chỉ có những người ở cùng trình độ mới hiểu. Khi lời của sư phụ nói ra, thiên và địa đều ghi chép, không có nói láo. Chỉ có người không hiểu thì mới cho là hư ảo. Nếu mà hư ảo thì bao nhiêu chứng minh tới ngày hôm nay đều là trúng. Còn nếu mà chứng minh rồi phục dưới Thiên Tâm thì nên lấy cái hình của Thượng Đế và dấu Thiên Tâm đeo, để cho những ngày tháng kế tiếp bớt sầu não. Tại vì khi ai đeo cái dấu đó ra đường á, là thiên thần sẽ gia hộ. Còn nếu không đeo cái dấu đó thì thiên thần sẽ hốt hồn hết tất cả, đa số vậy đó, những cái người mà tạo nghiệp. Tại vì cái thời Thượng Quân Thánh Đức sẽ không có những cái người gọi là tham sân si, và có những người tính toán lường gạt nữa, người ta rất là thật lòng, nghĩ đâu nói đó. Cho nên cái đạo Thiên Tâm ra đời là đạo thật, đạo thiệt, là chánh đạo, vì con của trời sáng lập, là của cha sáng lập. Mà đạo này đâu phải là mới, nó cũ xì rồi, nó ở trên tầng Đâu Xuất Thiên của Phật Di Lạc, và nó đã có cái dấu hiệu Thiên Tâm từ năm 1979. Lúc đó đó là mẹ ban xuống bài Kính Thiên số 1. Rồi Ngài Địa Tạng đi trước và tất cả chư thiên rải hoa để mà ban cái dấu hiệu xuống. Lúc đó Trung Cộng tấn công vô Hà Nội thì ở trên đó mới nói với những bác HO á, bác HO hay là cộng sản đảng viên cũng đều là đóng màn kịch để xả cái nghiệp nước Việt, để cho nước Việt sau khi trả hết nghiệp quả rồi thì sẽ thăng tiến thành một cường quốc. Cho nên tất cả hai khối đều là con của Thượng Đế hết, đều là đóng nghiệp, đóng xả một cái nghiệp. Nước nào cũng có nghiệp, chúng ta cũng có nghiệp, quốc gia cũng có nghiệp. Thì dấu hiệu ra là năm 1979, bài Kính Thiên.
cho tới khi năm 2017 ngày vía Quan Thế Âm đó, thì mới chính thức mẹ mới cho công bố lên toàn thế giới. Thì thấm thoát qua đến nay là 17, bữa nay 24, 7 năm hả? 7 năm. Ở nước Mỹ này rất là nhiều nghìn đệ tử, khoảng 5 tới 7 nghìn. Ở Việt Nam đa số miền Tây, rồi lai rai ra miền Trung, rồi ra miền Bắc, khoảng mấy chục triệu. Vì ở bên đó họ khó có tin, cho nên những công an, những bộ đội họ đeo những cái dấu thiên tâm rất là kín đáo trong cổ, đeo mà phải giấu. Còn ở Mỹ chúng ta cứ đeo thoải mái, và tất cả những tiệm vàng, những cái chỗ nào mà làm được dấu thiên tâm đều có hết. Nếu mà một cái đạo mà ra đời mà lớn như vậy, ở ngoài kia có rất là nhiều nhà thiện trí thức và những hòa thượng lỗi lạc, họ cũng đều có thần thông, nhưng mà họ không có lơ, họ đều xác nhận không phải một cái đạo ra đời là dễ, không phải ai lỗi lạc lập đạo là dễ đâu. Chỉ có con trời mới lập đạo. Chúa Giêsu cũng là con trời, Mohammed cũng là con của cha, rồi Thiên Tướng Kiệt cũng là con cha, là Thái tử Thiên Nhãn. Vì cái đạo người phàm hay là những chư thiên đều không làm được. Ở trên kia nó theo hệ thống cũng như thế gian chúng ta vậy. Khi cái đạo ra đời thì có Thiên Long Bát Bộ, 36 tầng trời và hội đồng chư Phật, hội đồng chư Bồ Tát đều theo để mà gia hộ cái đạo. Cho nên khi ai đeo dấu thiên tâm á, những vị thần thổ địa hay là những vị của cái quả địa cầu nè, những vị thần thánh của trái đất đều nhận ra và biết ra và cứu chúng ta khi chúng ta gặp nạn, gặp bệnh, gặp nguy hiểm. Đó là cái dấu cần phải đeo ngay bây giờ, trước khi chuyện lớn xảy ra, chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Nước Việt Nam cần phải đeo hết luôn, cả nước phải đeo á. Thứ là quan trọng đó. Biết đọc kinh, không biết đọc kinh thì chuyện đó để họ hạ hồi phân giải phải không? Nhưng mà đeo dấu thiên tâm là phải đeo á. Còn cái nước Việt thì là có Phật Thánh Tiên xuống trần để mà che chở, cho nên dầu sao có nạn gì đi nữa cũng không đến nổi. Mặt vô hữu hình hay vô vi cũng đều là một, đi song song, song song với cái lời nói của sư phụ. Những gì sư phụ nói nó sẽ xảy ra, nó sẽ có. Chỉ vì cha và chư Phật với Đức Thầy rất là thương nước Việt, cho nên mới kêu sư phụ lên nói trước để cho mọi người có chuẩn bị, chứ không phải nói trước để mà ngã mạng hay là phe trương hay là khoe khoang gì hết á. Nó là thiệt á. Và đồng thời để cho đánh thức lương tâm của mọi người là có ông trời á, ngay ở trên đầu mình ba tấc. Cộng sản toàn cầu là một trong những cái cơ tận biệt của năm cái. Sau đó là các nhà độc tài trên thế giới giống như Putin rồi vậy đó. Rồi sau đó thì là khối Hồi giáo, mà như xưa mình thấy mấy chiếc máy bay đâm vô hai cái Twin Tower đó, và những cái đó cũng sẽ bị tiêu diệt ở thời nay. Độc tài cũng như Miến Điện, những cái đó là cũng là cái ác. Rồi kế tiếp là những cái thế lực ngầm, là những cái tụi giàu có đó, mà nó cái logo nó là con hình con dê á, có hai cái sừng á, rồi nó mặc đồ bông đủ kiểu hết á, giống như cái ông này nổi tiếng của Việt Nam vậy đó. Thì cái thế gọi là thế lực ngầm á. Rồi tới những cái đầm lầy cấp tiến dạng giống như Biden vậy đó. Thì tất cả những cái đó kỳ này Thượng Đế tiêu diệt hết, chỉ có người thánh thiện mới còn ở lại với chúng ta. Chỉ có những người thật tâm, những người hiền hòa, những người không có mong cầu là giàu có. Ai cũng mong giàu có, nhưng mà phải giàu có để làm hại người ta buồn, rồi mình lấy cái lợi của người ta
ai cũng có quyền ra đường để mà làm giàu, nhưng mà phải làm giàu một cách tự nhiên á. Những người theo đạo Thiên Tam, cha với mẹ, cha trời mẹ đất đều cho giàu hết. Để chi? Để thử lòng của mình. Khi mình giàu có mà mình biết buông bỏ mới là đúng. Còn khi mình nghèo, mình bệnh á, mà mình đi vô chùa, mình xin xăm, mình xin này xin kia, đi tu rồi đó, thì nó cũng đúng á, mà đúng có nữa thôi. Khi người có tiền á thì lúc đó mới là thiền, chứ không phải chờ đến bệnh. Chờ đến bệnh thì làm sao ngồi thiền? Tại vì khi mình ngồi thiền á, cái năng lượng của mình á, nó sẽ chạy vòng vòng trong con người của mình vậy nè. Thì con người mình phải là mạnh khỏe nha, chứ mình chờ tới bệnh thì nó hơi khó rồi đó. Rồi làm sao mà ngồi cả tiếng đồng hồ đọc kinh rồi lại sám hối lại lên lại xuống. Cho nên khi mình mạnh khỏe, mình phải biết là dùng cái sức khỏe để tu. Còn để mà được sạch sẽ cái trí tuệ của mình, mục đích của chúng ta là trí thông minh. Tu là để sanh ra trí tuệ, chứ không phải tu mà để sanh ra bao nhiêu cái chấp. Ờ, khi mình tu giỏi chút xíu, mình thấy ai cũng làm sai, cái mình nói hoài á, thì mình cũng bị khẩu nghiệp. Tại vì họ không biết tu, thì mình biết tu, thì mình cũng phải nên nín, nên nhịn, mà nói cũng phải canh đúng lúc để nói, để khuyên người ta. Chứ không phải mình giỏi cái mình thấy người kia dở mình, cái mình khinh người ta rồi cái la người ta. Thì cái đó cũng không có phước nữa. Thời kỳ tận thế này, những cái sàng lọc rất là mãnh liệt. Những người có kiên trì, những người có thật tâm, những người có lòng dũng cảm đó, mới có thể vượt qua được. Chứ còn ở Việt Nam, một đống bây giờ bị công an nó ruồng bố mấy cái dấu thiên tâm, nó làm tiền, thì có những người chết nhát dục bỏ, thì cái đó cũng bị lọt sổ. Mình phải dũng cảm lên. Thiên tâm chỉ khuyên ăn lành, người ở hiền ăn lành thôi. Và đồng thời đạo Thiên Tâm là đạo của trời, và do con của trời lập ra. Sư phụ là người truyền tin. Đạo này trong tương lai sẽ thống lãnh tất cả các đạo để gom lại một mối đạo. Và đồng thời cái quả địa cầu này nó không có còn chia giống như là đậu hũ nữa. NATO hay là khối cộng sản hay là khối Ả Rập hay gì được hết, là chỉ có một tiếng nói trong tương lai. Vì nhân loại sau này đã khôn ra nhiều rồi, không có còn tự giết nhau để mà giành từ mảnh đất, từ hòn đảo nữa, mà phải đoàn kết để mà sống và để tạo cái môi trường của cái quả địa cầu này nó xanh, thì chúng ta mới có không khí để thở. Nếu không á, thời tiết nó thay đổi và chúng ta tự giết nhau. Đó là lý do tại sao Phật Di Lặc ra đời, tại sao đạo Thiên Tâm ra đời, để cho tất cả những nguyên thủ quốc gia trong tương lai ăn hiền ở lành, để mà ngồi nói chuyện với nhau. Chứ không phải một cái nước mạnh như Nga, nó chỉ nghi ngờ là thằng Ukraine là nằm sát nó thì nó đánh người ta trước. Cái đó là lòng nghi kỵ và hung dữ mới làm ra nông nổi. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng rồi cả chì lẫn chài cũng mất. Thế giới nó không có thể do một người mà tánh tình hung dữ rồi tham lam đất đai của người này rồi gây chiến với người nọ. Thế giới trong tương lai nó không có dễ đánh lộn như vậy. Nếu mà dễ đánh lộn như vậy thì nó ngồi nó bấm nút thôi, chúng ta đâu có còn ngồi ở đây được, đúng không? Trái đất này cha tạo ra rất là khó, mẹ tạo ra rất là khó. Xây một cái nhà là cả chục năm còn chưa xây cái tòa building, nó bấm nút một cái là có mấy trăm cái nhà sập, cũng giống như bên này, nước Ukraine vậy đó. Con nhìn thấy có phi lý không? Rất là không đúng. Đó là lý do tại sao trong tương lai khi sư phụ và Đức Thầy xuất hiện sẽ nói lên hết những cái gì sự thật cần phải làm và những gì không cần thiết để mà dùng vũ lực dẹp hết tất cả vũ khí trên thế giới, inactivate hết. Chúng ta chỉ có ngồi đoàn kết lại, build những chiếc spaceship khổng lồ để mà sư phụ dẫn họ đi qua những cái hành tinh khác để làm gì phải không? Để hốt bột sòn về đây. Những cái hành tinh khác hột sòn với giòn này xè vàng đầy hết, họ không có đất nữa, không có đất như chúng ta. Chúng ta rất là những cái mà ngoài kia chúng ta cần phải học hỏi và cần phải đem về cái hành tinh này để mà trù phú hơn.
chúng ta không có cần phải đốt than đá để mà nó làm hư cái bầu khí quyển. Cái ozone đó là do than đá của chung cộng. Chúng ta không có cần thiết phải đắp mười mấy cái đập trên thượng nguồn sông Cửu Long để cho những cái đứa nhỏ sau á nó chết, để mà chung cộng nó xuống nó ký đầu nó chỉ gì phải nghe nó. Hiện giờ là nó dùng những cái thiên nhiên để mà nó đàn áp những nước nhỏ, rất là vô lý, không có thể làm được những chuyện đó. Cho nên sau này họ sẽ từ từ hiểu. Đó là chỉ là những, nếu mà tính ra những cá nhân gọi là trong năm cái ác hồi nãy phụ nói là những độc tài đó, với mà tập những bình đại khái nó tính ra không tới 5 thằng nữa, mà cái quả địa cầu này 8 tỷ người mà có 5 thằng độc tài thôi mà làm quả địa cầu này á, chết bởi trong tay 5 ác đó. Quý vị thấy có buồn cười, có bất công không? Quá sức bất công. Trời Phật không có thể là để cho nó làm chuyện đó. Ở đây có nhiều mấy thằng khùng, mà chỉ có thằng Putin khùng quá không? Tập Trung Bình điên quá không? Muốn thì hơi tửng quá không? Mà ai nói ta, hồi xưa có Saddam Hussein, bây giờ cũng đi luôn rồi. Rồi dài dài có, nếu bữa hổm xưa ngồi điếm ra không có tới 5 thằng nữa. Mà nó làm cả qua địa cầu chúng ta sắp sửa thành tro bụi. Toàn là mấy thằng điên không à. Mà cái mạng sống của tụi nó cũng là do cha cho. Cho nên á, con á, sẽ coi cơ trời đi rất là hay. Đến lúc nó ẹt á, nó cần phải ẹt. Giống như bác chồng nha, đến lúc ẹt đấy là đi à. Để cho tao đâm lên phải không? Lên nhưng mà biết mình nắm không bao lâu cũng là đi đại đến đường cùng rồi. Lấn lấn đi lên vậy đó. Biết mình giữ quá nổi. Cơ trời đi rất là màu nhiệm. Người con người không có thể cản được. Nếu mà ai mà tin ông trời, người đó được sống ở thời này. Ai mà tin tâm linh, người đó sẽ được cứu. Tại vì khi tin tâm linh thì con người chúng ta không còn cái ngã. Không còn cái ngã chúng ta không có làm những cái chuyện tội lỗi. Những cái người mà bị bắt chậm mà đốt lò lâu nay, nếu mà họ tin tâm linh á, nó có nghiệp quả. Nếu như trái banh nó vô tường dội ra, giống như cục đá dục xuống nước rồi cái nước nó tràn vô chân mình, nó ướt chân mình vậy. Họ biết trước khi họ tham nhũng sẽ có ngày họ bị vô họp á, họ là cũng là nghiệp quả đúng không? Thì họ sẽ không bao giờ làm. Mà khi vô trong tù rồi bắt đầu á, mới nghe mấy cái kênh này á, thì lúc đó có phải là muộn không vậy? Quá muộn. Hiện bây giờ cũng vậy. Có muôn trùng những con người vẫn nói gót theo con đường đó, đi vô cái sông sắt mà không có chịu buông. Khi mình ở cái thế cao á, mình cứ coi ông trời á, là bằng dung mà muốn làm gì làm, không ai biết. Bây giờ 20 năm sau á, người ta moi ra hồ sơ, người ta cũng nhìn thấy được những cái chuyện của mình làm sai ngày hôm nay, những lời, những hành động, những lời nói. Người ta cũng đem ra người ta xử. Huống hồ nước Việt chả có tiền, chỉ cần 2 tỷ thôi là cả quốc gia dân á, cũng không có bị khổ, không bị đói. Mà một bà Trương Mỹ Lan á, mà lấy tiền ngân khố của quốc gia 40 mấy tỷ đô mà chả ai biết, tới ngày hôm nay mới phát hiện. Quý vị thấy có buồn cười không? Vừa đi á, đi mượn tiền quốc tế, đi ăn mày quốc tế, xin lần triệu này triệu kia, viện trợ này viện kia. Không thấy nó có vô lý không? Quá vô lý á. Trong tương lai nó sẽ không có những sự bất công đó nữa. Người Việt là con rồng cháu tiên, con trời khai thiên. Không có phải như những cái giống dân khác rất là khôn với là thông minh, nhưng mà vì cũng có một số nghiệp quả cho nên nó bị lưu lạc, trăm bộ lạc. Nếu mà người Việt mà sống ở một cái môi trường mà công bằng bác ái, chữ tự do lại cũng nói nhiều rồi, thì người Việt không đầy thù đoán, không đầy 5 tới 10 năm sẽ thành siêu cường quốc, hơn cả Mỹ, hơn người Do Thái luôn, hơn Âu Châu luôn. Nhưng phải đoàn kết. Thì chúng ta có phẩm chất của DNA của cõi trời rồi.
chúng ta những nhà sáng tạo giống như Silicon Valley toàn là Việt Nam kỹ sư không? Hãng nào cũng vậy, từ hãng lớn tới hãng nhỏ, Intel, Cisco, Google, cái gì cũng Việt Nam dưới không? Người Việt Nam đi đâu đều là rạng danh tới đó. Chỉ có sao 75, người Việt Nam đi đâu đều là ô danh ở đó. Tại vì chỉ khác cuốn sách để học thôi. Mình đã trải qua 5 cái nạn. Cái nạn cuối cùng là bây giờ là kinh tế, rồi đói, rồi thiên tai. Mình đã trải qua nhiều thiên tai, bệnh dịch rồi. Thì cái nạn cuối cùng đó là nạn chiến tranh. Chiến tranh nó đã đang xảy ra rần rần ở Âu Châu và ở Trung Đông, nhưng mà nó sẽ tới Biển Đông. Không có thể nào mà gần mười mấy năm nay Trung Cộng mà nó đi tập trận người quốc tế, dồn nỗ lực gì đó tập trận, cốn một lần tập trận mình tỷ tỷ mà lại không có đánh, nó hơi vô lý. Nó sẽ đánh đó, tất cả đạn đã lên nòng, chỉ là bóp cò thôi đó. Thì tất cả trên thế giới, nếu mà ai mà hiểu về chính sự, trận chiến này mà xảy ra thì nó sẽ có những cái gì hệ lụy kế tiếp cho những quốc gia lân bang, nhất là Việt Nam. Suy nghĩ đi. Sẽ có một Việt Nam mới, bất chiến tự nhiên thành. Thì lúc đó là ông Trạng Trình ông trúng khóc luôn. Rồi Đức Thầy cũng nói trúng luôn. Tất cả kinh điển đều trúng hết. Nếu trận chiến không xảy ra, vị sư phụ cũng để cái đầu cho ta tiểu lên luôn. Nhưng mà chuyện đó sẽ có nhiều người nói sao sư phụ dám gàn nó vậy. Hồi xưa ở Thiên Long Sơn năm 2018, không có một điên nào á mà tỷ phú đại gia mà lên trên đài nói tất cả mọi nhà dùng xe nô dê đi mua gạo dự trữ nha. Trời, ai nói cũng cười bởi bụng chửi mình. Mà nếu mà mua mà không xài á, lên đem lên đây tôi trả tiền lại. Thôi, cái bà chủ tiệm bà còn chửi, nó này khùng thiệt á. Nên lúc đó sổ mua mấy trăm bao gạo để trong container, không đầy bao lâu Covid nổi lên. Mỹ đen hay là Costco, trời, nó vô nó giành nhau từ cái giấy đi cầu. Lúc đó ai cũng quảng hồn á, là thường nói trúng. Chứ đừng nói chi gạo nó không có, nó không có chợ nào còn bán gạo luôn. Ở đây không biết có bị cái đó không? Bị sư phụ. Có hả? Dạ, con đang làm. Thì còn một bao nữa. Thì là sư phụ nó trúng. Dạ, sư phụ nó đúng hết. Nhưng mà khổ con cái sư phụ trúng cả ngàn thứ rồi. Đúng. Giờ chỉ cần đứa YouTuber nào mà trên thế giới chỉ cần ngồi nghe rồi cái gáp lại, nó có ngày có giờ đúng không? Mà tới ngày hôm nay cả 100 cũng sư phụ cũng nó trở về cũng là trúng luôn đúng không? Vậy tại sao chùa không nói nước Việt Nam là sẽ có nước Việt mới, sao không trúng được chứ? Bây giờ tất cả những nhà chính trị hay là tứ trụ, tám trụ hay là một trụ về Việt Nam đi, nó nghe là chùa nó cũng rung á. Thiên tử là quân vô hí ngôn, lời của chùa nói là nặng ngàn cân ở trên nó như vậy. Mỗi lời của con nói là có thiên địa ghi chép. Hiện bây giờ ngay trước mặt các con nè, có biết bao nhiêu thiên thần đang đứng đây à, thiên tứ, còn có bốn rồng chùa đang đây nữa nè. Cho nên chùa không có thể nào nói sai đâu. Chẳng có một cái là trình độ của người phàm á, chùa nói là người phàm, chùa không phải là người phàm thì hiểu chưa tới thôi. Còn những vị thầy á, thì học tu á, thì chưa tới, nhưng mà chấp theo kinh điển thì nhiều. Cho nên có năm loại mà chùa nói là độ không được á, là loại thứ nhất đó là giang hồ cầm mã tấu xăm mình, nó chạy ngoài đường, ai mà nói chuyện tâm linh hay là trời Phật rồi hiền từ mà nó chịu nghe đâu. Kêu nó ôi mày đừng có đi bán xì ke, mày vô chùa mày ăn chay đi. Cậu nó cười nó người mình khùng á. Rồi loại thứ hai á, là loại trí thức, loại kiến cận á, tối ngày cứ lo design computer, con chip, máy vi tính, rồi điện tử thế này thế nọ, lộ kiến cận á.
đâu phải dễ nói chuyện tâm linh nó nghe, tại vì nó đâu có chứng minh được. Thấy không? Còn loại thứ ba là loại mà mình nó có nửa nửa, nửa cái máu là hiền nhưng mà nửa cái máu là cứng đầu đó. Mấy con biết loại gì không? Phật tử. Thế thì Phật tử tu theo mấy ông thầy trong chùa đạo Phật, mấy ông thầy không bao giờ tin có Phật Di Lặc xuất hiện, cũng không bao giờ tin có hội Long Hoa, cũng không bao giờ tin là Đức Quỳnh Vũ Sổ sẽ tái lâm. Họ chỉ tin vô chùa là cái quỷ cho thầy thôi à. Rồi cứ mấy cuốn kinh này cứ xào tới xào lôi vậy đó. Mà Phật tử cứ tu cà gù gạt tu hoài không tiến bộ. Cái loại đó thuộc khó độ đó. Thì có 5 loại đang hay dù đang nói là khó độ. Còn loại nữa cũng tương tự vậy đó là loại con chim á. Trời ơi, mấy người đạo công giáo trong nhà thờ đâu phải dễ độ đâu. Cứ tối ngày cứ mong Chúa. Chúa ơi, xuống cứu con, Chúa hứa hoài, con thấy Chúa ở đâu? Chúa nói Chúa tái lâm, tái ở chỗ nào? Con kiếm hết tất cả người Do Thái rồi chả ai giống Chúa. Thì tối ngày họ cứ kêu với ghéo không à. Tại Chúa có hứa, hồi nay Chúa xuống hay là xuống trần để cứu gọi các linh hồn á. Hay là nếu mà nhiều lúc tôi cũng trả lời giùm, ok, ta sẽ xuất hiện trên không gian, rồi lúc nó cũng mới chịu tin hả. Khi xuất hiện không gian á là bảo đảm, nó nói là projector 3D bắn lên trời đó. Chúa phải thử lòng người, thử bằng cách nào? Hãy cuốn kinh Thiên Tam ra đọc, đứa nào chịu đọc, đứa nào chịu giữ lòng tin với Thượng Đế thì thể thao tay về trời. Rất là đơn giản, đó là Chúa cứu kiểu đó. Chứ không phải Chúa xuống cái thì thằng nào giàu, thằng nào có sức mạnh nó đẩy một đống mấy đứa hiền quan bên, nó nhảy lên thì bắt nhã nó về trời. Nó về trời nên nó quậy nát cái thiên đình sao, nát mấy tầng trời sao, không có vụ đó. Cho nên Chúa phải thảy cuốn kinh Thiên Tâm ra, Chúa phải lập lại một cái đạo mới và phải lên lớp cho con của Chúa học. Chứ không có thể nào học hai cuốn kinh Tân Ước và Cũ Ước xưa rồi diễm. Hai cuốn đó học bao nhiêu nó cũng tới tôi. Chúa đi ngang, Chúa đi về, Chúa đi tới, Chúa đi luôn. Chúa có 3 năm để mà nói chuyện thôi. Chứ bữa giờ là 5 năm rồi đó. Cũng là vậy. Cho nên cái loại đó rất là khó đó. Cũng sẽ bị lọt sổ luôn. Còn một loại cuối cùng, đó là loại chức quyền nè nghe. Giàu có, tham nhũng, rồi đại gia. Tại vì họ nghĩ họ có tiền là họ có tất cả. Họ mua được sức khỏe, họ nghĩ họ mua luôn cả Phật, cả trời luôn cũng được nữa. Tại vì đồng tiền quá nhiều. Thì cái loại đó cũng sẽ bị lọt sổ. Kỳ này khó độ á. Cái loại đó đó có thể độ được khi họ vô bị đốt lò đó. Cho nên sau này thu về thì những cái người đốt lò thụ kêu ra ngồi đãi ăn tối thả ra hết. Tuy là bị đốt lò nhưng mà tiền bạc đồ giấu nước này, giấu nước kia, giấu chỗ này chỗ kia cũng còn nhiều lắm. Gom hết ông bầu rồi lên, tại họ cũng là nhân tài mà. Nên thu là thích chuộng nhân tài phải không? Vô tù bữa giờ cũng hối hận rồi. Thì cái loại đó có thể sẽ giúp được quốc gia trở lại đó, nếu họ còn sức khỏe. Sau này khi nước Việt mới, những cái người mà trong tương lai giúp Minh Dương á, là những người không cần biết cái quá khứ, không cần biết đảng phái, chỉ cần có cái tâm và có cái tinh thần dân tộc và biết hối cải thì là được hết. Không có chi cứu chuyện cũ, gọi là lấy từ bi xóa hận thù là như vậy. Đó là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy cho sư phụ cách đây 4 tuần trước. Sau này con sẽ lấy ân báo oán, lấy từ bi để mà hóa giải hận thù của đất nước, để mà đưa đất nước phát triển. Ok.
Ok, nãy giờ nói chuyện mấy đệ tử ở đây để dành cho mấy tử nói chuyện. Thì bộ ở đây chỉ có một Tiến thôi, Tiến phải đi á, tại vì đâu ở đây lâu được. Mấy con muốn hụ làm gì, có ai muốn hỏi gì cứ hỏi. Thành phố Fort Worth, Dallas. Rồi bà chủ tiệm cái gì không lên đây là lấy ghế cho chủ, bà chủ tiệm ngồi con. Bà ngồi đây nè, ngồi đây nói chuyện. Ở đây ngồi nói chuyện. Ở đây ngồi đi. Đây là quán cơm chay tên là D West Restaurant. Green hoa màu xanh các bạn, ngồi đi bà chủ. Đó con, ngồi. Ngồi đi, thành phố đang lắm. Ngồi đi, ở đây thì có khoảng như ta 40-50 người á. Rồi có gì muốn hỏi chia sẻ thì nói hôm nay cho cụ ngồi đây là mừng rồi. Không có. Tại 22 năm rồi mới quay về đây. Dạ. Sự thật mà nói là con cũng biết sư phụ lâu rồi. Và con cũng theo dõi những cái biết cho con coi cũng mấy năm nay. Nhưng mà trong lòng cũng có cái nguyện vọng để đi qua Thiên Long Sơn. Rồi tụi con mới sắp xếp với nhau, cái lúc đó cũng được 6-7 người gì đó tính đi cái đường cái tế vụ virus, rồi cái không có đi được. Dạ, rồi mỗi lần nghe sư phụ về thiên tinh này kia mà con không có thời gian đi. Sự thật con không có biết chạy xe. Và từ ngày mở cái tiệm này tới bây giờ tiếng Anh con cũng không có rành. Mỗi lần con đi đâu cũng nhờ người ta giúp xong. Dạ, con không có biết gì hết trơn. Đúng ra nay sư phụ tới đây là điều vinh hạnh, mà cũng gọi rằng là những cái gì con mơ ước thì nay con cũng thấy không được tội nguyện. Coi như là muốn gặp sư phụ mà kỳ đó ngủ đi. Đi lên trên Thiên Long Sơn mà kết cuộc lại cũng không có đi được. Dạ, đến nay gặp sư phụ ở đây con cũng không biết nói gì hơn. Rất là con vui mừng. Mà con cũng cảm ơn quý vị Phật tử ở đây có lòng mà đến được tập trung nơi này. Con không biết sao nữa, con thành thật với con cảm ơn rất nhiều. Con không có mong cầu cái gì cho con lớn lao, mong cầu cho tất cả mọi người thanh tâm an lạc, hướng về Phật Pháp, về tâm linh, theo sư phụ, nó hiểu được lời hai ý đẹp để mình trao dồi thanh tâm của mình. A Di Đà Phật, con xin dứt lời. Dạ, con tên ở ngoài là Liễu, mà pháp danh con quy với Tịnh Xá thì con là Hạnh Nhiên. Hạnh Nhiên không? Dạ. Liễu Hạnh Nhiên không? Trước tiên cảm ơn cho 40-50 người ở đây, khoảng 40-50 người không? Dạ, con mừng dữ lắm. Nói đây không có buôn bán làm ăn nữa, thất thu đó là điều hân hạnh, cảm ơn. Nhưng mà nhìn là biết có phúc hậu, người có căn tu không? Đến đây một cách rất là đột xuất, không có bỏ lên chương trình, cũng chẳng có nói cho ai biết hết. Ở đây có đệ tử Mai Loan á, nó gọi vài cái vậy. Chứ còn nếu mà lên chương trình chắc cái nhà hàng này trước hết. Đúng rồi. Nhưng mà mấy con thấy cái bài tin này sao không? Con là con tiên trên trời xuống. Ai gì đâu phải, con cảm ơn sư phụ. Cô nhìn thấy vậy á, cho nên có cái cốt cách tiên á, hiền đó em. Dạ. Rồi quán này có một mình con làm hay là có? Dạ, cái này sư phụ không? Dạ, cũng như quán này là cũng như quán gia đình thôi, cũng như không có được cái thứ nhất rồi tiếp khách rồi cũng không có được chu đáo. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì cũng như gia đình con làm năm nay thì tính ra cũng 16 năm thì coi như là bán chai là thùng chai luôn, không có cái vụ đồ mặn trong này. Rồi cho nên chính vì chỗ đó thì cũng gắng lấy công làm lời vậy đó, cho nên cuộc sống mới kéo dài tới bây giờ. Chứ còn nếu sự thật mà để cho phục vụ hay làm những cái tiệm mà lớn lao như người ta thì con không có khả năng làm như vậy đó, cho nên cứ bán vậy con cái kéo dài vậy thôi. Mà lúc đầu khởi nghiệp á, tức là bắt đầu mở tiệm á,
Ý nghĩ gì mà có cái tiệm này, ra được cái tiệm này? Cái tâm khởi ngay cái đó, chị nói cái khoảnh khắc đó. Mô Phật, con cũng nói thật với lòng con là cũng như con ăn chay năm 75 tới giờ. Con theo quý vị tu tiên ở trên núi á, cho nên con khi con của con á, là qua Mỹ á, thì chồng con thì không có bao lãnh con, rồi con của con mới bao lãnh con qua đây. Nhưng mà trong lòng của con á, con ước nguyện rằng sau khi con qua Mỹ, con muốn làm sao làm được đồ chay cho phổ biến, cho người ta ăn, cho người ta bớt sát nghiệp, cho người ta khởi được cái tâm linh tốt lành. Cho nên con không có ý nghĩ gì để con làm giàu hay hoặc là làm nổi tiếng gì hết, con chỉ muốn vậy thôi. Rồi cuối cùng nhà của con nó ở An Tân, chạy xuống đây là 45 phút, rồi không có được, rồi đi coi tầm lum ở trên An Tân nó không được, rồi cuối cùng ta chỉ xuống đây. Chứ con không có ý nghĩ mở nhà hàng, con chỉ muốn mở cái đeo đồ chai vậy đó, cho người ta ăn công chỉ là con vui rồi. Còn thấy cái điểm hưởng không hả? Là tâm Bồ Tát á. Đổ tay Bồ Tát có cứu độ chúng sanh đúng không? Nhưng mà con khi mà cái tâm, cái lại giới thức của nó phát khởi đó, để thụ nó có nguyên căn. Tại sao? Tại thụ là người nhìn con là biết tiền kiếp vị lai của con. Kiếp trước á, con cái gốc con là cốt tiền, xuống đây một tiền kiếp con đã tu, rồi ngoài này biết khi cái tâm tu ở tiền kiếp nó đã có một cái chứng giống như Nico vậy đó, thì khi tái sanh trở lại thành cả người này liễu phải không? Dạ. Thì cũng mang thân này, nhưng mà cái học thức mà là tiền kiếp là người tu á, thì kiếp này á thì cứ nghĩ chuyện tốt không à, nghĩ chuyện tu rồi hướng dẫn người ta vậy thì mới ra tiệm này. Chứ có một người bình thường không thể nào mà nghĩ ra những lời vừa mới nói được á. Để sư phụ coi được cái kiếp của con á, là kiếp trước con vừa mới tu xong á. Nhưng mà đâu phải tu một lần đâu, tu một kiếp rồi mình tu kiếp này, kiếp sau nữa. Nhưng mà kiếp này á, là kiếp quan trọng nhất mang thân người. Dạ, con phải rất là tin tưởng là Phật Di Đà sẽ thay thế Phật Thích Ca để mà tiếp tục cuộc hành trình đưa xiển dương Phật giáo trở lại thời thịnh lại. Hiện bây giờ Phật giáo đang mạt pháp, ma quỷ nó hoành hành. Chúng ta cần phải đọc Lăng Nghiêm. Con cũng phải đọc Lăng Nghiêm. Dạ. Để mà sau này á, Phật Di Lạc cũng muốn tất cả các đệ tử để mà đọc Lăng Nghiêm. Còn ma quỷ nó muốn diệt Lăng Nghiêm của chúng ta, nó diệt thập chú, diệt đại bi. Cho nên mỗi một người, mỗi một cái, còn cái logo, dấu hiệu, chữ dạng hay dấu thiên tâm gì á, cái đó là một phần, nhưng cái chính cốt lõi của chúng ta vẫn là học Phật, để xiển dương cái đạo Phật trở lại. Thời mạt pháp trở thời thịnh pháp trở lại. Cho nên cái kiếp trước con là người tu thì cái lại giới thức nó chỉ muốn làm chuyện thiện thôi. Dạ. Mới có ra tiệm quá con trai này á. Dạ mô Phật. Nó cũng là cái duyên lành phước lớn á. Dạ. Thì con cũng nhờ được các đấng thiên liên vô hình cũng trợ duyên cho con có được sức mạnh ngày hôm nay. Chứ sự thật lúc mới mở tiệm ra có 1-2 năm đầu là con khóc dữ lắm, con nói mẹ ơi con không biết con có gượng nổi không. Mẹ Quan Âm không? Dạ. Con thường cấn miệng mẹ Quan Âm, mẹ Địa Mẫu, mẹ Duy Trì. Biết mẹ Địa Mẫu nữa hả? Dạ. Tại vì hồi ngày xưa con theo bí sư tu tiên ở trên núi Ông Cấm á. Ồ vậy nữa hả? Dạ con theo. Tức là biết Phật Mẫu. Dạ. Cho nên mỗi chị lần cái ít của sư phụ thiết về Phật Mẫu này kia đó con rất là thích. Dạ, mà cũng ước làm sao gặp được sư phụ. Mà hôm nay gặp được sư phụ giống như là con cởi mở được cái lòng của con, làm cho con cũng không cầm lòng đậu nữa. Cũng như gặp được sư phụ rồi trong lòng của con đó, nó giống như là chút ra hết những cái tâm sự và cái nỗi buồn của mình với sự chịu đựng. Nay con gồng gã được 16 năm trời nay thì cũng được người dân, người Việt mình đó, cộng đồng người Việt mình nó cũng ủng hộ con, cho nên mới đứng vững. Bây giờ nghèo thì không có nghèo, mà giàu thì cũng không có giàu hơn ai hết, nhưng mà cũng được ăn được cơm, cũng được sống được bình an. Con cũng cảm ơn sư phụ để chiếu cố mà đi đến tới chỗ này. Đây là
một điều vinh hạnh của con trong cuộc đời của con, mơ ước mai được thành sự thật. Chứ con không biết nói gì hơn. Con cảm ơn sư phụ nhiều. Dạ con. Cảm ơn đệ tử mới đúng. Cho mấy chục người ngồi đây mà tiệm không mở cửa mất khách. Dạ không có đâu. Có con vui lắm. Vui không quan trọng. Không quan trọng à. Còn cái mất chiều bữa nay không thành vấn đề. Đây mấy thầy trò lặn lội. Lặn lội ở từ Houston về đây. Rồi một chút nữa ra phi trường ở Dallas bay về Thiên Long Sơn. Dạ Di Đà Phật. Con với thằng con trai con á, cũng hai mẹ con cũng nói để có dịp con dẫn mẹ đi. Thường thường đi mình không dám đi, muốn đi cho biết đã. Mà cái tâm được rồi, không có dạ. Cần phải đi. Không, muốn đi sự thật luôn. Thì muốn đi sự thật thì cũng tốt. Thì cứ đi về trên đó là cũng có điện Phật mẫu rất là linh thiêng, thì cũng nên đi một lần cho biết. Thì cái thánh địa nó như thế nào, nó khác hơn những cái núi bình thường. Mình lên mà những người tu như đệ tử á, có căn tu á, rất là thích và sẽ có cảm xúc rồi. Chứ nó không phải là cái núi mình lên hai chân này, núi bình thường đó, núi này nó gọi núi lạ thường á. Ai đi rồi cũng sẽ không không quên, lưu luyến và sẽ trở lại. Thì núi đó là mẹ đã chấm cho đó. Thì con bận gì con cứ làm đi rồi. Dạ, không con bận gì rồi cứ ngồi đi chơi. Dạ khỏi. Cảm ơn trước. Con có gì muốn hỏi thắc mắc không? Con đã hết rồi. Có quý Phật tử ở đây, đệ tử của sư phụ, ai có thắc mắc gì hỏi chứ. Con đã hết lòng con rồi đó. Hỏi đi, có sư phụ ở đây đâu phải không hỏi gì vậy. Khi xuân trường, xin nêu hai kiến nhỏ xin sư phụ nói cho anh em mình hiểu biết. Có hai sự kiện mới diễn ra trong tháng 7 này, một sự kiện tại nước Mỹ và một sự kiện tại Việt Nam. Còn xin nêu vấn đáp như thế này, sự kiện tại nước Mỹ ngày 13 tháng 7, cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn, ám sát cùng, chết cùng. Và thưa sư phụ, đây có phải là một sự thay đổi vi diệu mà con người không thể biết được? Tức là cái giọt máu chảy trên mặt đất Trung Trung, đó là giọt máu hòa bình cho toàn thế giới. Và thưa sư phụ, khi ông Trung trở lại tòa Bạch Cốc thì sẽ tắt cả đường này. Và thưa sư phụ, nó ảnh hưởng tới cả nước Việt Nam. Và khi chiến tranh xảy ra thì Phật Di Lặc xuất hiện và sư phụ sẽ trở về Việt Nam làm vua. Và tất cả 6 triệu chi tiền sẽ quay trở về lần trước. Vậy thưa sư phụ, đây có phải là sự thay đổi vi diệu? Người tính sẽ không bằng trời tính. Cha đã tính sư phụ tái sanh mang thân người Ngô Tuấn Kiệt này hàng nghìn năm rồi. Phật Thích Ca ngày xưa cũng đã có nói. Ông Trâm bị cái này á, nếu mà cái người mà không có hiểu tâm linh á, cũng phải người ta chỉ dùng nói ông là lucky đúng không? Nó không phải là lucky. Thường ông nói chuyện ông nhìn thẳng không à. Mà tự nhiên ngay câu đó ông né một bên, ông nói một bên vậy nè. Đúng không? Mà trước đó ở đây có cả mười mấy đệ tử. Cái đi, sư phụ nói chuyện với ông George Washington, tức là vua nước Mỹ đó, ngày nói chuyện sư phụ gần một tiếng đồng hồ về chính trị thế giới và thế này thế kia trong cái thời gian mà cách trước khi ông Trump bị ám sát đó, thì ngài có nói cái đó là kêu sư phụ đặt cái bàn khấn cho ông Trump mau đắc cử tổng thống và phải quay phim nữa rồi mai mốt cho ông Trump coi, để sau khi ông Trump lên ngai vị sẽ dồn nỗ lực giúp nước Việt. Thì sao chưa nhận được cái message đó. Thường thường sư phụ là nói chuyện với tâm linh với mấy vị trên á, thì ủa sao lạ ta, không đầy 3 ngày chưa kịp cúng nữa thì ổng đã bị cái này. Có nghĩa là cái đó là một sự sắp xếp của bề trên để mà làm cho tất cả khối cử tri ngày xưa đã đi lạc đường theo dân chủ hay bên này bên kia hay là cả thế giới và cả NATO đều phải quy tụ về một người này á,
là có bàn tay của Chúa sau lưng, đứng sau lưng ổng á, là của trời á, không phải dễ mà hiếp đâu. Nhìn thấy trong lịch sử nước Mỹ chưa một tổng thống nào á mà bị ăn cắp lá phiếu mất chức á rồi trở lại ta ứng cử lại. Nhìn lại đi, từ xưa giờ 50 mấy tổng thống, 40 mấy tổng thống, chỉ có ổng thôi. Mà ngày đó dù đã nói ổng sẽ quay lại, mà từ bữa giờ 4 năm mà ổng chưa có được chọn là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đó, thì uy thế ổng âm thầm cũng đã lớn rồi. Cơ trời đi là vậy. Là vì ngày đó sư phụ khấn để cho màu trắng với màu đen á, da màu á, của cái quốc gia này đừng có tách rời. Nếu không nước Mỹ sẽ bị tách làm đôi á. Sư phụ không có muốn nước Mỹ bị tách làm đôi vì khấn ổng bị đình trệ 3 năm, 4 năm. Hôm nay ông trở lại để mà ông giải cứu toàn thế giới. Đó là sự thật. Sự thật behind the scene, mình gọi là behind the scene. Sư phụ và cha, tức là Thượng Đế cùng tất cả vị thánh thần, đều là những người ở phía sau của cái bức màn sân khấu của tất cả những đạo diễn. Trump là đạo diễn, Biden là đạo diễn, mà diễn viên, rồi Tập Trung Bình, Kim Jong Un, Putin, tất cả họ đều là diễn viên. Cha, Hội đồng Chư Phật cùng sư phụ xuống trần thời nay với Đức Thầy là những đạo diễn sau lưng để nhắc tuồng và muốn chỉnh sửa, có thể chỉnh sửa được. Cả chuyện Tô Lâm mà một bước một cái là dẹp hết tất cả những người đó. Đâu phải Tô Lâm có tài kiểu đó. Sư phụ giúp á. Để làm chi? Cho nó lẹ. Cho cái màn đó, cái màn phim nó xuất lẹ cho khán giả ngồi coi cũng mỏi lưng quá rồi. Trời ơi, thù nó hoài à, không thấy gì hết. Thì lúc cơ trời đi rất lẹ, lúc đi chậm. Con thấy có thần kỳ không? Mà cùng song song với ông Trâm bị lỗ tai cùng từng lễ phải không? À, rồi cùng từng lễ ở bên kia Putin cũng bị te tơ phải không? Rồi cũng cùng từng lễ ở bên Trung Cộng bị lũ lụt đúng không? Ô, tất cả y như một cái thài tennis là năm cái ác sẽ rớt lật thuyền một cái một. Có sóng thì nó mới lật. Thì con thấy cơ trời đi rất là rõ luôn, không cần sư phụ ảo để nói. Sư phụ không có ảo, chỉ có mấy người ảo họ mới nói sư phụ là ảo. Cho nên những người nào mà sống trong cái ảo, sống trong cái xa hoa quyền quý, rồi không có hiểu trời hiểu đất, không có hiểu triết lý sức thế gian này như thế nào, gọi là siêu trí tuệ. Sư phụ là siêu trí tuệ chứ không phải trí tuệ của người thế gian. Nhưng mà khi nói chuyện với người trí tuệ thế gian, họ lại cho mình lạ, là vì họ không có tới. Nó cũng giống như một đứa học chỉ có toán cộng trừ nhân chia, rồi đem toán calculus, toán đại số ra đưa cho nó làm, nó đâu có biết. Rồi nó nói cái này khùng quá, đại khái. Cho nên cái trình độ muốn cần phải biết thì phải học, phải hỏi. Mà khi siêu trí tuệ xuất thế gian là chỉ có đó là cái cốt lõi của chúng ta để về trời. Còn cái trí tuệ thế gian nó chỉ đưa chúng ta vào tiền tài vật chất ít nhiều á, không tạo nghiệp nhiều á cũng ít, không có biết tu á, không biết tâm linh á, không nghiệp nhiều thì nghiệp ít. Nên chuyện của ông Trâm là một chuyện được sắp đặt của bề trên chứ không phải là chuyện bình thường. Nên nhớ là nó còn những cái chuyện ly kỳ nữa sắp xảy ra nữa. Cốt của con á, là một ông tướng, hôm nay tái sanh là thành ông già tướng ở nước Việt. Cho nên con chút xíu giống như chiến lược chính trị á. Yeah. Cốt tướng á. Cái sự kiện cốt là làm tướng xảy ra tại Việt Nam tới ngày 18 tháng 7 vừa rồi, sư phụ, tức là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần thì thưa sư phụ, thì ông chủ tịch nước cựu bộ trưởng công an đó, tức là đã có cái ý đồ nhảy lên tổng bí thư, thì thưa sư phụ, đây là cái sự kiện có phải lịch sử với lại cái thời Trịnh Nguyễn Văn Nhanh á, tức là vua Lê cũng như chúa Trịnh không có quyền, nhưng mà cái nhóm kiêu binh nó mới là thật sự có quyền, thì Việt Nam hiện tại nó cũng đưa vô tình trạng đó, tức là không phải cộng sản trị nước Việt Nam mà là công an trị nước Việt Nam. Họ gọi là kiêu binh. Dạ, anh ngồi tí là kiêu binh để hồi giải thích cái này. Cách đây hình như mấy tháng trước
thừa có nói ông Nguyễn Phú Trọng là chết. Chết có nghĩa là chết cái đường chính trị, không còn ảnh hưởng nữa. Là vì cha đã lấy đi cái quyền để mà ổng đốt lò rồi. Nhưng mà không có chịu cái hồn ổng đi. Lúc đó thừa mới hỏi là thừa đã tuyên bố trên mạng truyền thông là ổng chết. Mấy vị nói là chết cái đường chính trị, tức nghĩa là ổng không còn quyền lực. Nhưng mà cái để cho cái xác ổng què quặt á mấy tháng á, còn một số giá trị. Thì cái thừa mới hỏi bề trên, tại thừa tiếp cận với mấy hồn thiêng nước mỗi ngày mà, hỏi giá trị gì thì mấy vị không giải thích. Thì bây giờ thừa muốn nhìn lại á, là giá trị gì, là giá trị để mà làm ra cái chuyện như vậy. Con nên nhớ những cái chuyện gì á, dân á họ không nói, nhưng mà trong lòng họ nói rất là nhiều mà nói không được. Nó cũng giống như lửa mà gươm nhờ, đến lúc con nghĩ nó phần cháy như thế nào. Trên cái thế giới này ai cũng đều có cái chí khôn và ai cũng có những cái chắc ẩn trong lòng. Khi mà đến một cái đường cùng, giống như cái đặc tam hiệp cũng vậy, đến lúc nó cũng phải bể rồi, nước Việt cũng sẽ vậy. Thì nó mới ra một cái cục diện hôm nay rất là ngộ á. Thì giống như con nói, gọi là kiêu binh á. Thôi không nói nhiều vậy này, nhưng mà nó sẽ ngộ thêm cái nữa. Ngày xưa đó, trước đây một tháng, thì màu xanh này với màu vàng đó, này màu vàng này thì vẫn còn là hòa hợp, đâu có ai biết. Nhưng mà nếu mà không có cái xác của ông Trọng mà nằm què quặt ở trong cái oxy với một đống ống như kim á, thì mình đâu có biết là hai cái này là đồng cái gì, đồng mặt mà không đồng lòng đâu, hiểu không? Cho nên đó đều là nằm trong cơ vận của trời hết, để cuối cùng đưa nước Việt sẽ thống nhất, sẽ có Minh Vương về để mà giảng hòa. Nhưng mà mình thấy như vậy, nhưng mà theo sư phụ đoán được nha, tại vì những cái cơ trời tối mật á, thù chỉ mấy gì chỉ cho biết để mà thù học hỏi, để mà có cái phản ứng thôi. Ví dụ như bây giờ là 6 triệu mà đâu cần để mà tăng cái công an lên chỉ cho đông. Bây giờ nước Mỹ này 100 người, người ta chỉ cần có 1 người giữ an ninh thôi, còn kia 10 người có người giữ an ninh, lương đâu phát. Thế bộ mà về Việt Nam chỉ cần nó 1 triệu công an là đủ rồi, 1 triệu cảnh sát thôi. Con có hiểu không? Một quốc gia mà toàn là dồn vô cái chuyện này không, rồi dân để dân đói, nó không có cân bằng. Bây giờ ở một cái khu phố con điếm của Mỹ, là Mỹ này là tội phạm nhiều á. Người ta những cái quốc gia nhiều khi 300 người chỉ cần có 1 người giữ an ninh thôi, còn Việt Nam 10 người là có thằng công an. Để làm chi vậy? Vì sao 100 triệu công an luôn đi, cho nó dễ, đúng không? Tức là ta thắng chắc. Họ chỉ sợ chết cho nên họ mới giành quyền thôi. Tất cả những cái gì mà Việt Nam đang xảy ra, những người mà tham quyền, tao có quyền tao không chết, thằng nào có không có quyền thằng đó sẽ chết. Cho nên họ toàn là một lũ sợ chết, trong mắt sư phụ là vậy. Chứ chẳng có cái gì khác ngoài cái sợ chết hết. Sợ chết chứ sợ mất tiền đời. Chứ trong lòng họ biết là chúng ta đã vỡ thuyền rồi. Mà anh nói lội, thằng nào cũng sợ chết hết, tao ôm được cái phao tao ôm. Trong mắt sư phụ là vậy đó. Còn con muốn nghĩ sao con nghĩ? Một thiên tử nói chuyện vậy đó. Như sư phụ con nêu chứ sư... không phải là giữ đảng đâu con. Đảng bây giờ nó coi đâu ra gì đâu. Trời, cái xác Bác Hồ á, nó cũng nó đâu coi ra gì đâu. Đừng tử họ thương Bác Hồ, thương đảng. Mấy thằng đảng giờ nó ghét đảng còn nhiều hơn mình nữa. Dạ thưa sư phụ, những cái sự kiện mới diễn ra đó thì trong Kính Thiên một đã có nói rõ à. Hai câu đầu: Kính Thiên đã chiếu xuống trần à. Con ơi nhớ lấy những lời mẹ khuyên. Và hai câu cuối nói rõ cái chuyện này: Kính Thiên đã chiếu xuống trần rồi, đây sẽ ứng ở thời cơ. Mở ra chánh đạo thiên mà, dạ, hai câu cuối à, rồi thế đến thời cơ sau, thời cơ sẽ nhân chân thời cơ sau à. Thì thưa sư phụ, có phải ông Trọng mất và công an sẽ chiếm quyền à. Đưa dân tộc đến chỗ tàn lụt à. Và thưa sư phụ, đây có phải là
thời hạ nguyên cho chấm dứt để thiết lập thời thượng nguyên. À. Và thưa sư phụ, khỏe đệ tử chúng con làm gì để mà vượt qua được cái giai đoạn sản lập cuối cùng thời này, kính sư phụ cho tụi con được. Chuyên chế, à, con đeo với thiền tâm, rồi mỗi ngày vô ngồi thiền, lại cha lại mẹ. Dạ thưa mẹ, sáng con đi làm, dạ thưa mẹ, chiều con về. Cứ thế làm thôi. Người gia đình hạnh phúc, rồi chờ sự biến chuyển xảy ra, theo dõi tin tức, tin tức Mỹ, tin tức Việt. Rồi những cái gì mà mình có học thức, giống như con hiểu về sư phụ á, thì tập cái trang Facebook để lên trên đó nói những lời, để mà một cái lời nói của con á, nhiều lúc nó giá trị em sư phụ nói nhiều quá, cái mấy cái thằng lì nó không có nghe, năm cái loại khó độ nó không nghe. Nhưng mà nếu hên hơn nó còn nói một cái độ được thằng đó làm sao, thì con có phước. Có nghĩa là lúc này á, thần thánh tính từ chữ từ câu của mỗi đứa khi khởi ra, khi mình có cái trình độ mình phải nói cho người khác biết. Đâu phải ở ngoài nhân sinh con đi ra một cái chợ hay ra một cái khu phố ai cũng hiểu con đâu. Người trình độ vậy, người thấp vậy, người vậy, người vậy thì thích nói chuyện vậy, mà con nói chuyện cao á họ nói con á sợ bát à. Còn á người mà thấp vậy á mà nói chuyện cao quá, người cao nghe không được cũng dẹp bên. Có phải là một cái xã hội không có đồng điều không? Cho nên cái mạng truyền thông Facebook con phải tạo, tuy là lớn tuổi cũng phải tạo ra, nói những cái gì mình hiểu. Nhưng vậy chuyện dễ ăn vậy nè, ít nhiều trong đó đó cũng có cả 1-2 ngàn người cũng có trình độ cỡ như con, người ta hiểu thì mình chia sẻ nhau, rồi những cái người từ từ trong gia đình họ sẽ theo. Rồi đúng là mình khi mình chết rồi mình cũng cảm thấy mình làm được một chút gì. Lời của con nói ra mà đúng có thể lưu truyền hàng nghìn năm á, trên Facebook á. Thì cái mạng Facebook là cái mạng để mà tạo công đức. Nhưng mà ngược lại á, tụ quỷ á, nó dùng cái mạng truyền thông để nó tạo nghiệp không à. Tạo công đức thì cũng có đó, mà nghiệp thì quá lũ khổ luôn, nhiều á. Thì trên đó nó cũng có chánh có tà. Nhưng mà cái người mà có chánh kiến là người ta đọc người ta biết cái nào là chánh, cái nào là tà. Con cảm ơn sư phụ ý kiến đó. Bây giờ xin sư phụ chỉ dạy thêm một chút xíu nữa. Chưa làm thế nào để cho trong một gia đình hiện tại bây giờ đó sư phụ. Ông chồng theo thiên tâm, bà vợ chưa chắc đã theo. Ngược lại có những gia đình người chồng theo, người vợ không theo. Và thưa sư phụ, nặng nề nhất là con cái của những gia đình đó đa số là gần như là chống đối, người gần như là không chấp nhận cái con đường bố mẹ đã đi. Thì xưa sư phụ chỉ dạy để tự chúng con làm cách nào để cho anh em hòa hợp, gia đình hòa thuận và xã hội được đoàn kết với nhau, thưa sư phụ. Trước tiên á, những gì con nói một lần, bây giờ con có bao giờ con đổ nước mà nó thấm đất liền không nè? Phải đổ từ từ, đổ giọt. Phật mẫu dạy sư phụ á, chúng sanh á do u mê khó độ, con phải như hạt xương nha, nhẹ nhàng từ từ, từ giọt xương. Thì những năm đầu, 3 năm đầu có ai nói sư phụ là người bình thường đâu, tâm thần không à, uống lộn thuốc không à. Rồi tới ngày hôm nay, những cái người mà vừa vô cái kênh sư phụ nó cũng nói chuyện y chang vậy, tại vì nó không có coi chuyện cũ. Còn mấy đứa con ngồi đây là coi những chuyện cũ mới hiểu, rồi mới thương sư phụ mới ngồi đây đúng không? Thì lời con nói cũng y như vậy thôi, cũng phải đi theo con đường sư phụ, phải chấp nhận đau thương để mình cứu những người thân của mình. Nếu không á, con về trời một mình nó còn cứ ngó xuống á, con thấy họ đầu thai thành con heo con chó còn cũng đau lòng á, thì con phải nói, bổn phận nói thì phải nói. Và đồng thời á, cũng một phần cũng cần sư phụ một cái chìa khóa sư phụ mà mở là tất cả các cổng ngõ ngách sẽ mở ra hết, là lúc đó con nói cái gì họ cũng sẽ tin hết. Mà nghe chìa khóa sắp sửa là con dài thì chừng tính theo tháng đó, tính theo từng chứ, mùa thu thường thường á là mấy vị nói là cái gì vậy? Thu với mấy cái sấm cơ sư phụ là để mạng đó. Thì chìa khóa này cũng quan trọng, nhưng mà con cần phải nói trước để cho họ có cái prepare đó, chuẩn bị. Dạ, thưa sư phụ, đừng có ngại vì, gì chính vì nghe lời sư phụ nói con thông báo thôi,
gần như nói chuyện với bạn bè trung học, bạn bè đại học à. Và ngay thưa sư phụ thân bằng quyến thuộc của con, con nói người ta nói là ông ơi ông hoang tưởng quá, giờ này làm sao mà Phật Di Lặc xuất hiện, giờ này làm sao mà có vua tại nước Việt Nam. Thưa sư phụ thì giờ con phải im lặng chịu đựng. Giờ con phải nói như vậy, ngày xưa Lê Lợi có ai biết ông là vua đâu, ông văn chậu thôi mà. Cái ngày ông làm vua, ông làm vua thôi. Có công nhận không? Hồi xưa Chu Nguyên Chương ở bên Đào cũng là người bình thường, có ai nghĩ ông làm vua đâu. Tại sao thù không làm vua được? Tại sao kinh sách đã nói rõ hết? Tại sao những cái gì mà chứng minh được thì thù đã chứng minh hết rồi. Nước mình không có vua, chẳng lẽ phải chia vùng miền Nam và Bắc? Tại vì sau này chỉ có con trời xuống làm vua mới làm cho một khối người Việt lớn, đủ thứ tiếng, đủ vùng miền, nhiều nhất là vùng thượng, để mà đoàn kết trở lại. Không có người Bắc, người Nam vậy. Người miền Nam cũng là từ ngoài Bắc di cư vô, chẳng qua trình độ họ chưa tới. Cho nên thưa hội chỉ nói là con phải như là hạt xương. Khi mà lập đạo thời nay đó, mẹ nói rất là khó. Là vì rất con người tư tưởng của họ suy nghĩ quá nhiều. Điện thoại iPhone 15 nó không có giống như thời xưa, nó dễ hơn và nó không có nhiều mối đạo phá. Chúa Xu ra đời chỉ nói là có người nghe, người không nghe, nhưng mà nó không có sự chống phá. Thời nay nó quá trời loãng đi cái tâm trí của con người, không có còn cái sự tập trung để mà biết một thứ. Nó nhiều quá thứ trên mạng. Chưa coi chương trình này mới 5 phút là nhảy qua cái YouTube nọ, nghe bản nhạc này mới có 2 câu, nhảy qua cái bản nhạc khác. Cái tâm con người nó bấn loạn. Thì làm sao con một ngày một buổi mà con kêu họ tin Thiên Tấn Kiệt là Minh Dương, là Thiên Tử, là vua, làm sao họ tin được? Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng ngược lại, những người mà đang nắm quyền của nước Việt bây giờ, sư phụ họ nói chuyện với bề trên, họ đều chờ sư phụ đó, đều tin hết. Sư phụ dám nói trên mạng này á, vì chỉ có riêng sư phụ đã từng nói cách đây nhiều tháng. Sư phụ xuống trần là để không phải cứu HO đâu con. HO có phe, có Medicare, có chợ, rồi nó có máy lạnh, nó có nhà riêng hết. Con đóng cháo và học ra đại học, con đóng tiền, không có khe, không có cần sư phụ nhiều. Có biết ai cần sư phụ nhiều không? 4 triệu đảng viên làm chuyện ác đó, để sư phụ cứu họ đó. Và con cháu của họ với khối tài sản khổng lồ, cho nên họ tin sư phụ dữ lắm. Còn những người mà không có làm ác, họ không có tin. Ở trên nói vậy đó, cho nên nó chớ chiêu vậy đó. Chỉ có sư phụ mới cứu họ. Mà họ tính đường cùng, họ cũng giống như khống chế con tin nha. Bây giờ mày vô đây, cái đám hải ngoại của mày, cái đám ruột thừa, tao đang giữ nhà nè, ăn được tao cũng phá cho hôi à. Họ cứ nghĩ vậy, giống như vô côn mà cầm súng khống chế 100 triệu dân vậy đó. Nhưng mà nếu mà có một người để mà nói một cái lên tiếng nói công bằng, tất cả chúng ta đều là con một nhà, con của ông trời, dòng giống chúng ta con rồng cháu tiên, không có nên nồi da sáo thịt. Chúng ta nên tìm một cách giải pháp an toàn. Chúng ta nên đổi áo màu vàng thành áo màu trắng, chúng ta đổi áo màu xanh lá cây thành áo giống như lính Mỹ là gì ta, màu xanh dương gì gì đó đại khái. Rồi chúng ta cùng ngồi ăn tiệc chung với nhau có phải là vui không? Còn hơn bây giờ màu xanh với màu vàng cũng như là mèo với chó, muốn cái nào? Tụi nó bây giờ chẳng có nào lo cho dân, chẳng có nào lo cho quốc gia, lo cho cái mạng của nó không? Chứ quốc gia nào như đến lúc mà cùng cực như nước Việt trong lúc này. Rồi phe này đang mạnh thì thùa theo, cái phe kia đang yếu và đang sợ phe này, chỗ nó tan rã như là bọt bèo vậy đó. Thì nếu mà Trung Cộng đẩy một chiếc xe tăng thôi, đừng nói chi mà 100 chiếc ào vô biên giới Lạng Sơn rồi ai đâu chống đỡ. Rồi Trung Cộng nó thảy cho đóng tiền của thằng mà gác quân đội mà gác cổng Lạng Sơn, ngậm vô họng cái là mở cổng đón chào xe tăng của Trung Cộng vô thủ đô Hà Nội à.
chúng ta phải đoàn kết, chúng ta đừng nghĩ mấy cái chuyện cộng sản quốc gia nữa, quên nó đi. Ok, Thù chứ ngồi đây phải đi rồi. Cảm ơn đệ tử nha, và để mà có một chút xíu kỷ niệm ở thành phố Đà Lạt cái clip này. Ok, mấy con lấy cái tô nước cho Thù, tại vì mục đích đến đây là để trị bệnh. Con xin sư phụ, con cũng xin cảm ơn đại diện cho Đà Lạt dân Đà Lạt, cảm ơn sư phụ rất là nhiều tới đây.